Dòng G470 thì cái dòng này ấy, nó bị lỗi như sau là nó hắn mạng chấm than rồi không? Nó bị lỗi server rồi, bảng đứt tê, kệ nó, tí nữa nó có. Thì cái lỗi này nó bị đứt thì có lỗi sạc vào nó rất nhiều nguyên nhân xảy ra. Thứ nhất là nó lỗi nguồn này, IC sạc này, đầu vào phải không? Thì nó là những lỗi ở trên main, sạc lúc vào lúc không, hoặc là sạc không vào pin, nó chỉ lên hình được. Hoặc là các lỗi như là cắm sạc được thì bật lên nguồn nó bị sập, được chưa? Nó rất nhiều lỗi. Nhưng mà trong trường hợp này ấy, mình sẽ hướng dẫn thích với các bạn về cái lỗi sạc không được, dạ, không vào sạc. Không vào sạc các bạn chú ý như cái lỗi như sau, như lúc nãy của mình. Nhưng mà cái lỗi này là lỗi nhỏ thôi, được chưa? Đó là nó sẽ bị đứt dây ở cái bị đứt dây ở cái nguồn của nó, được chưa? Cái nguồn đầu cắm sạc của nó, được chưa? Nó bị đứt dây ở đây này, khi cắm xuống như này chắc là nó lỗi như sau. Trước đó thì mình cũng đã fix một cái lỗi là nó cái trục bản lề ấy, được chưa? Cái ốc bản lề ở đây nó bị đứt ra hết, được chưa? Ốc bản lề nó bị đứt ra hết. Sau đó chúng ta gấp xuống, gấp đi gấp lại, bởi vì cái này nó bị tuột ra, được chưa? Gấp đi gấp lại cho nó, cái trục bản lề nó va vào cái dây này làm đứt cái dây này, cho nên là nó sinh ra sạc không vào được. Và nó cũng do cái con IC, được chưa? Do con IC nguồn nó bị lỗi luôn. Con IC nguồn ở đây nó bị lỗi luôn các bạn ạ. Do con IC nguồn của đây nó bị lỗi, nó sạc được lúc vào lúc không, mình thay lại con IC đó là ok, được chưa? Đấy. Cái IC quản lý mạch sạc này, có rất nhiều IC, dòng nguồn của laptop là dòng nguồn phức tạp hơn cái dòng nguồn của PC. PC đó là có nguồn 12V, nguồn 3V, 3,3V. Hoặc là nguồn các thứ, nó đã có nguồn đầu vào hết như thế này rồi. Còn nguồn laptop ấy, vào máy ấy, nó phải có nguồn thứ cấp, được chưa? Đấy, nguồn sơ cấp, nguồn thứ cấp, các thứ. Nó lung tung beng cả lên, được chưa? Nguồn cung cấp cho CPU này, cho chipset này, cho ổ cứng các thứ ấy, nó đều phục vụ quản lý các con nguồn riêng, được chưa? Ví dụ như các nguồn quản lý cho main, được chưa? Các thứ. Các bạn xem đây là một trong những dòng main Core i thế hệ thứ 2, dòng Lenovo Core i thế tự hạ của thế hệ thứ 2. Thế hệ thứ 2 là thế hệ của nó là gồm chip 4 số. Thế hệ thứ 2. Bây giờ ấy, nó có thế hệ thứ 3, thứ 4, thứ 5, được chưa ạ? Thì đây là con Dio này, các bạn chú ý này. Trên main đây là con Dio. Đây là con chipset, đây là chipset HM65, được chưa ạ? Chipset HM65 có thể lên HM67 lên i7, nhưng mà HM65 là HM65 lên i5 là vừa nhỉ. HM67 là lên được i7, được chưa? Đây là con BIOS này, có hai trên laptop, có hai con BIOS, một số laptop ấy, một con quản lý hình, một con quản lý kích nguồn, được chưa? Nếu mà lỗi kích được nguồn không lên hình thì do BIOS hình được, còn mà lỗi không kích được nguồn ấy, thì lo BIOS kích nguồn. CPU nó nằm ở dưới, các bạn xem, đây là CPU nó nằm ở dưới đây. CPU nó sử dụng CPU i3, thế hệ thứ hai là RAM tối đa nó có thể max lên 8GB hoặc 16GB gì ấy, hình như 16GB hay sao, full. Đây là cổng cắm HDD, được chưa? Là cả wifi này, đây là các nguồn,
Đây là nguồn, đa số con lớn là nguồn 5V, con nhỏ là nguồn 3V. Nguồn cung cấp điện cho CPU. Nguồn cũng đây là nguồn cung cấp điện cho RAM. Ở dưới này nó có một con. Nhiều lắm. Đây là các nguồn trợ nguồn cho HDD này. Đây là nguồn 3V. Tiếc rằng dòng này nó không có cạc rời. Nhưng mà các phiên bản tiếp theo nó sẽ có cạc rời, nó sẽ gắn cạc rời vào đây. Nó sẽ gắn cạc rời ở chỗ này, nhưng mà hiện tại nó không có cạc rời ở đây. Bởi vì các phiên bản tiếp theo nó sẽ có. Bây giờ mình cũng có một cái chiếc main, mình cũng có một cái chiếc main G470 của phiên bản tiếp theo, mình sẽ cho các bạn xem. Nó vậy mới chắc mới chú ý, mình có tải mã của ai quảng cáo tận nội đi gì đứa nặng. Đây mình cũng đang có một cái phiên bản tiếp theo của dòng 470. Đây là dòng có hỗ trợ cạc rời có hỗ trợ cạc rời, là cạc rời của hãng AMD, được chưa? AMD Radeon. Đấy. Hai cái bên này giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái cánh tản nhiệt, được chưa? Cánh tản nhiệt này. Khác nhau về cánh tản nhiệt này, lưu ý này, cánh tản nhiệt này, cái bộ phận cắm nguồn này, của phần cắm nguồn của này, cái này nó dài hơn một chút. Được chưa? Nó sẽ để như này, chính xác là để như này. Đây này, cái bộ phận cắm nguồn của cái này nó sẽ dài hơn chút. Thiết kế nó có full tất cả các cổng, thiết kế tương tự, nó thiết kế giống nhau hết. Nó chỉ có thêm một cái cạc rời. Đây. Cạc rời đây. Nó đây là RAM hỗ trợ cho cạc rời. Nó hỗ trợ max 512 MB, mỗi con ở đây nó sẽ là 128, được chưa? Mỗi con RAM này là 128, cộng vào nó đủ 128 256 512. Được rồi. Con này chỉ có hỗ trợ 512 thôi. Đấy, đây là phiên bản có cạc rời, còn đây là phiên bản không có cạc rời của dòng G470. Hello. Mình xin nói này, IO chipset nó sẽ quản lý các thứ như sau. Chipset quản lý các thứ như chuột, bàn phím, các thiết bị ngoại vi, các cổng VNT, được chưa? Thiết bị ngoại vi, ví dụ như có trường hợp mà chipset nó bị lỗi, được chưa? Nó cũng không khi xuất ra có trường hợp nó bị chipset bị chúng ta bị chipset của chúng ta bị bong chân, thì một số chân nào đó nó sẽ không nhận cổng cổng DVD chẳng hạn. Đấy, có rất nhiều trường hợp, hoặc là không nhận ổ cứng, nó cũng do chipset không nhận một cổng USB. Không nhận một cổng USB nó cũng không do chipset, do con này bị bong chân nóng quá. Chúng ta hấp lại cái chip này là ok, được chưa? Đấy, nó quản lý các thiết bị ngoài vi ấy, con này ấy, được chưa? Trời, có ý là không có chipset. À đâu, không có con chip bác mối rỗi nhỉ. Đấy, nó có đầy củ các cổng, như cổng thông dụng hiện nay trên thị trường có hai cổng USB 2.0, và chúng ta có thể có một cổng USB 2.0 nữa ở bên này. Đây là cổng SATA, kiêm cổng USB luôn. Đây là cổng HDMI. Cổng HDMI hiện tại đang hot trên thị trường hiện nay, có thể cắm vào TV, của nó hỗ trợ với các bạn xuất cả hình và cả tiếng. Đây là cổng Gigabit LAN, đây là cổng RAN mạng, đây là cổng VGA, hay là gọi là cổng D-SUC, được chưa? Cho màn hình CRT thế hệ cũ. Bên này có cổng, đây là cổng cạc cắm wifi, được chưa? Đây là cổng cắm DVD, kiêm đầu đọc. Anh em có để ý không, đầu đọc xuất để cắm ổ cứng phụ ở đây là cũng cắm thông qua cổng DVD. Đây là cổng cổng này là để cắm ổ cứng,
được chưa, cài kiếc các thứ được chưa, cài win các thứ đấy, nguồn hỗ trợ cho ổ cứng, đây là nguồn hỗ trợ cho mạch sạc được chưa. Con thường là con to nó sẽ 5V, con nhỏ nó sẽ 3V, mình được đo thử rồi. Đây là các nguồn hỗ trợ cho CPU. Thì anh em chú ý này, khi cái nguồn CPU của chúng ta chạy không ổn định ấy, có một số dòng như xảy ra với dòng Asus, Acer, dòng Lenovo hoặc là một số dòng khác ấy, thì các bạn đấu trợ một cái nguồn, đấu trợ một cái nguồn vào CPU, đầu dương các bạn để cái đầu dương này quay ra bên ngoài, cái đầu âm các bạn để quay sang bên trong của dòng CPU này ấy. Dòng CPU nó đôi lúc cái nguồn của nó chạy nó rất chập chờn được chưa? Chúng ta đấu trợ cho nó để bổ trợ cái nguồn CPU cho nó khi chúng ta làm việc nặng hay là chúng ta đang gaming được chưa? Thì nó sẽ đảm bảo cái nguồn đấu trợ cho CPU được ổn định hơn. Đấy, có những máy nó sẽ bị hay bị lỗi nguồn các thứ được. Đây các bạn xem, đây là BIOS Vision của cái dòng này. Đấy, BIOS Vision của nó. Đây là dòng G470. Chiếc main mình đang cầm đây là main có hỗ trợ cạc rời. Đây là RAM. Được chưa? Nguồn hỗ trợ cho RAM ở đây. RAM đây là RAM 1.5V, sử dụng DDR3. Rồi, bây giờ mình sẽ vào vấn đề tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ nối lại các dây của cái nguồn này. Đấy, nối vào. Thank you.
Ok, lắp thành công. Bây giờ ta sẽ bật mạng. Cái này giải thưởng. Piu 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 piu.